Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Người Việt Cali thi quốc tịch. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái bài giảng 100 câu quốc tịch Mỹ phiên bản 2020 phần số 4. Bài giảng hôm nay sẽ bao gồm hai cái phần nội dung chính. Thứ nhất là cái hệ thống chính phủ Hoa Kỳ, System of Government, bao gồm cái câu hỏi số 13, 14. Và cái phần thứ hai đó là một cái nhánh của chính phủ Hoa Kỳ, đó là cái nhánh lập pháp, Legislative Branch, và cụ thể là Quốc hội Hoa Kỳ, tức là Congress. Đây là nội dung của câu hỏi số 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 45. Thì nội dung bài giảng hôm nay tương đối là dài và hơi khó nhớ, cho nên các bạn cố gắng tập trung lắng nghe. Thì điều đầu tiên mình muốn giới thiệu đó là cái hệ thống chính phủ Hoa Kỳ. Thì có một cái điều các bạn cần phải nhớ về hệ thống chính phủ Hoa Kỳ là tên một cái nhánh hoặc là một cái bộ phận của chính phủ Hoa Kỳ. Nhánh tiếng Anh gọi là branch, và bộ phận gọi là part. Thì branch và part này nó khác nhau hả các bạn? Thì các bạn có thể tưởng tượng là cái hệ thống chính phủ Hoa Kỳ giống như là một cái cây. Một cái cây nó chia ra làm ba nhánh. Đó là cái nhánh nào? Đó là nhánh lập pháp, Legislative Branch. Legislative Branch. Cái nhánh thứ hai là Executive Branch, là cái nhánh hành pháp. Và cái nhánh thứ ba là Judicial Branch, là cái nhánh tư pháp. Thì đây, đây là ba cái nhánh của hệ thống chính phủ Hoa Kỳ: Legislative Branch, Executive Branch và Judicial Branch. Thì các bạn cần phải nhớ hai cái tên này nha các bạn: Executive Branch và Judicial Branch, bởi vì 100 câu quốc tịch nó sẽ hỏi đến hai cái nhánh này, tên hai cái nhánh này. Riêng cái nhánh lập pháp, Legislative Branch, các bạn học được thì tốt, không nhớ được cũng không có sao hết, nhưng mà tên hai cái nhánh này là phải nhớ, là Executive Branch và Judicial Branch. Thì mỗi một cái nhánh này nó có thể bao gồm một hoặc là vài cá nhân hoặc là tổ chức thuộc cái nhánh. Thì mỗi một cái cá nhân hoặc là tổ chức đó người ta gọi là part. Các bạn có nhớ part không? Cái chữ nãy đó. Đây nè, part. Branch là tên của cái nhánh ha, là Legislative, Executive và Judicial, tên của ba cái nhánh. Còn part là những cái bộ phận thuộc từng cái nhánh đó. Chẳng hạn như Congress là một cái part của cái nhánh lập pháp, President là một cái part của nhánh hành pháp, và Supreme Court là một cái part của cái nhánh tư pháp. Thì sẽ có cái câu hỏi nó yêu cầu các bạn nêu tên một cái nhánh, tức là một cái branch hoặc là một cái part của cái hệ thống chính phủ Hoa Kỳ. Thì các bạn có thể nêu tên cái nhánh cũng được, tức là một trong ba cái nhánh này, hoặc là cái part cũng được. Thì ở trong 100 câu quốc tịch họ không có kể cái Supreme Court là một cái part, mà họ ghi là The Courts, tức là hệ thống những cái tòa án, nhiều cái tòa án. Thì nếu như mà các bạn học thì các bạn có thể theo cái tài liệu của USCIS, đó là The Courts là một cái part của Judicial Branch. Nhưng mà mình nghĩ là cái Supreme Court thì nó cụ thể và nó chính xác hơn. Nhưng mà mình vẫn cứ theo cái tài liệu của USCIS. Tuy nhiên thì để cho dễ nhớ thì các bạn cứ nhớ một cái part, một cái branch or part của hệ thống chính phủ Hoa Kỳ. Thì mình sẽ nói đến Congress. Congress là một cái part của cái hệ thống chính phủ Hoa Kỳ. Các bạn nhớ nha, tên một cái nhánh hoặc là một cái bộ phận của chính phủ Hoa Kỳ thì mình bộ ngay vào cái chữ Congress. Congress. Tại vì hôm nay mình sẽ tập trung học về cái nhánh này, tức là mình tập trung mình học về Congress thôi. Hai cái nhánh kia mình sẽ học sau. Điều thứ hai các bạn cần phải nhớ về cái hệ thống chính phủ Hoa Kỳ, đó là cái cơ chế checks and balances. Cái chữ S này các bạn có thể đọc dính vô cái chữ A này luôn. Checks and
balances. Checks and balances. Checks and balances. Checks and balances. Checks là những cái sự kiểm tra và balances là những cái sự cân bằng. À, cân bằng cái kiểu giống như cái bàn cân nha các bạn. Để hai bên bằng nhau thì đó gọi là balances, là cân bằng. Tại sao lại nói là cái hệ thống chính phủ Hoa Kỳ nó có cái cơ chế kiểm tra và cân bằng lẫn nhau? Thì các bạn đã biết là cái hệ thống chính phủ Hoa Kỳ bao gồm ba cái nhánh này: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thì mỗi một cái nhánh nó có vai trò khác nhau. Chẳng hạn như là cái nhánh lập pháp là lập ra luật pháp đó các bạn. Cái cơ quan lập ra luật pháp thì gọi là lập pháp. Và cái nhánh hành pháp là cái nhánh thực thi pháp luật. Hành là thực hành đó các bạn. Thực thi pháp luật tức là có những cái pháp luật đưa ra thì họ dựa vào đó để họ thực thi pháp luật. Từ đó gọi là cái nhánh hành pháp. Và cái nhánh tư pháp là cái hệ thống tòa án. Thì ba cái nhánh này nó có những cái nhiệm vụ và vai trò khác nhau. Tuy nhiên thì quyền lực giữa những cái nhánh này nó chồng chéo lẫn nhau. Tức là một cái nhánh nó sẽ kiểm tra những cái nhánh còn lại và nó sẽ cân bằng quyền lực với những cái nhánh còn lại, để làm sao cho không có một cái nhánh nào mà nó trở nên quá quyền lực, nó quá mạnh, nắm quyền lực quá cao so với hai cái nhánh còn lại. Thì tại vì nếu như mà có một cái nhánh nào đó mà quyền lực quá cao thì nó dễ ra xảy ra cái tình trạng là lạm quyền. Do đó là họ sử dụng cái cơ chế là checks and balances, kiểm tra và cân bằng quyền lực, để không có một cái nhánh nào nó trở nên quá quyền lực. Mình đưa ra một cái ví dụ như thế này. Chẳng hạn như là quốc hội muốn viết ra một cái luật mới, muốn viết ra một cái luật liên bang, một cái luật mới. Thì sau khi cái dự luật, tại cái luật này là soạn thảo xong, chỉ gọi là dự luật thôi chứ chưa gọi là luật các bạn. Thì sau khi họ soạn thảo xong cái dự luật đưa lên quốc hội thông qua hết rồi, thì họ phải đưa qua cái nhánh hành pháp này, tức là đưa qua cho tổng thống để cho tổng thống phê duyệt. Thì nếu như mà tổng thống thấy cái dự luật này nó đúng đắn thì ổng phê duyệt, phê chuẩn, thì cái dự luật này nó mới chính thức trở thành luật và đưa ra áp dụng. Còn nếu như mà tổng thống thấy cái luật này nó không có đúng đắn, ổng có quyền phủ quyết cái dự luật. Tiếng Anh gọi là veto bill đó các bạn. Các bạn sẽ học thêm về cái phần này ở cái bài giảng tiếp theo. Thì nếu như tổng thống phủ quyết cái dự luật thì cái dự luật này nó sẽ đưa trả về cho quốc hội và nó không có được thông qua và nó không có chính thức trở thành luật và không có được đưa ra áp dụng. Thì rõ ràng là cái nhánh hành pháp này nó kiểm tra và kiểm soát cái quyền lực của quốc hội. Có nghĩa là quốc hội không phải muốn viết luật ra như thế nào là viết, thì phải thông qua cái nhánh hành pháp tổng thống thì mấy cái luật đó mới thành luật được. Thì đó là cái cơ chế kiểm tra và cân bằng quyền lực. Thì mình chỉ đưa cái ví dụ sơ về quan hệ giữa hai cái nhánh này thôi, nhưng mà thực tế là ba cái nhánh này đều có quan hệ lẫn nhau hết đó các bạn. Mình sẽ không có nói nhiều là mất thời gian của các bạn. Các bạn nào có hứng thú thì mình sẽ trình bày ở một cái video khác về cái mối quan hệ giữa ba cái nhánh này để các bạn hiểu thêm. Thì đây các bạn chỉ cần biết là mỗi một cái nhánh nó sẽ có cơ chế kiểm tra và cân bằng để không cho một cái nhánh nào trở nên quá quyền lực. Cái cơ chế đó gọi là checks and balances, kiểm tra và cân bằng quyền lực. Bây giờ mình sẽ nói về quốc hội. Thì một cái điều cơ bản các bạn cần phải nhớ là quốc hội dùng để làm gì, vai trò của quốc hội để làm cái gì. Thì quốc hội họ sẽ làm ra luật liên bang, makes federal laws. Makes là làm ra, federal thuộc về liên bang, laws là cái luật pháp, luật lệ. Makes federal laws, làm ra những cái luật liên bang. Thì đó là vai trò của quốc hội. Vấn đề tiếp theo các bạn cần phải nhớ về quốc hội đó là quốc hội bao gồm hai bộ phận, two parts. Hai bộ phận của quốc hội đó là thượng viện và hạ viện. Thượng viện là the Senate và hạ viện là the House. Thì cái chữ hạ viện này các bạn có thể nói ngắn gọn là the House, hoặc là nói đầy đủ the House of Representatives.
thì các bạn nói ngắn gọn hay đầy đủ đều được hết. Do đó cái chữ representatives này họ bỏ vào trong cái ngoặc đơn, tức là các bạn muốn đọc cũng được, không đọc cũng được. Mà nếu như các bạn có thể đọc đầy đủ thì nó tốt hơn. The Senate and House of Representatives là Thượng viện và Hạ viện, đó là hai cái bộ phận của Quốc hội. Thì đây là một số điểm khác biệt giữa Thượng viện và Hạ viện các bạn cần phải nhớ. The Senate là Thượng viện và The House là Hạ viện. Thì có một cái mẹo để các bạn nhớ cái nào là Thượng viện, cái nào là Hạ viện ha. Thì các bạn lợi dụng theo cái từ đồng âm thôi các bạn. Senate, xe, xe. Senate, xe. Xe thì các bạn cứ tưởng tượng như là chỉ có những cái người giàu có, những cái người thượng lưu thì họ mới mua xe. Thì do đó xe nịt, xe nịt, xe. Xe là những cái người giàu có, những cái người thượng lưu, tức là thượng viện. Còn house là nhà, thì thường thường thì người giàu người nghèo gì cũng có nhà để ở, nhà không phải nhà mua thì cũng là nhà thuê, thì do đó house là cái tầng lớp thấp thôi. Đó là hạ viện, thấp là hạ ha các bạn, hạ viện. Còn đây là tầng lớp thượng lưu gọi là thượng viện. Thật ra là Senate House là hai cái cơ quan quyền lực cân bằng đó các bạn, không có thằng nào thấp hơn nào, thằng nào cao hơn nào đâu nha. Nhưng mà đây là chẳng qua là một cái mẹo mình bịa ra để cho các bạn dễ nhớ thôi. Thì xe là Senate, người có xe là người cao cấp, người thượng lưu, tức là thượng viện. Và cái số thượng nghị sĩ ở trong thượng viện gọi là senators, senators là thượng nghị sĩ ha. Số thượng nghị sĩ, số thành viên ở trong thượng viện là 100. Tại sao là 100? Tại vì mỗi một cái tiểu bang thì có hai thượng nghị sĩ các bạn. Nước Mỹ có 50 tiểu bang, thì 50 nhân 2 đó là 100, 100 thượng nghị sĩ. Còn cái số lượng thành viên của Hạ viện là 435, 435 thành viên của Hạ viện. Thì thành viên của Hạ viện gọi là representative, representatives. Thì tại sao là 435? Thì có cái mẹo để cho các bạn nhớ là ở trong nhà thì có thể có nhiều người, thì trong đó có người đàng hoàng, có người dê xòm. Dê xòm thì đó là 35. Dê xòm thì người ta thường gọi là già dê mắc dịch, già dê chết dịch. Chết có nghĩa là tử. Tử thì nó gần với, gần âm với tứ, tứ tức là số 4. 435 các bạn, già dê chết dịch 435. Thì đó là cái con số để các bạn nhớ cho những cái thành viên của Hạ viện. Cái điểm khác biệt thứ hai là mỗi một cái tiểu bang thì sẽ có hai thượng nghị sĩ. Thì 50 tiểu bang thì 2 nhân 50 là 100 đó các bạn. Mỗi tiểu bang có hai senators. Còn ở Hạ viện thì cái tiểu bang nào có đông dân hơn thì họ sẽ có nhiều dân biểu hơn. Chẳng hạn như Cali là có 53 dân biểu, trong khi một số tiểu bang nhỏ chẳng hạn như là Delaware chỉ có một dân biểu thôi các bạn. Thì đó là cái sự khác biệt của Thượng viện và Hạ viện. Thượng viện thì tiểu bang lớn, tiểu bang nhỏ gì cũng có hai hai thượng nghị sĩ hết, hai senators. Còn Hạ viện thì tiểu bang nào đông dân, càng đông dân thì càng có nhiều dân biểu. Cái điều thứ ba các bạn cần phải nhớ là cái người senators này, mỗi một cái người senators họ sẽ đại diện cho cả tiểu bang luôn ha các bạn. Tức là hai cái người senators này họ sẽ đại diện cho toàn cái tiểu bang, toàn cái tiểu bang nơi mà họ được bầu nên. Còn cái người dân biểu thì mỗi một cái người dân biểu đại diện cho một cái khu vực nhất định trong tiểu bang thôi các bạn. Kiểu giống như là Cali có 53 dân biểu thì mỗi một cái người dân biểu đại diện cho một cái khu vực nhất định ở trong Cali thôi. Mỗi một cái khu vực đó gọi là Congressional District. Thì mình sẽ trình bày thêm vấn đề này ở cái phần 100 câu quốc tịch ở phần sau.
Cái điều thứ ba các bạn cần phải nhớ là cái nhiệm kỳ của cái Thượng viện và cái nhiệm kỳ của Hạ viện khác nhau. Nhiệm kỳ ở Thượng viện là 6 năm, tức là khi mà bạn bầu ra một cái người thượng nghị sĩ thì người đó sẽ làm việc ở trong Thượng viện 6 năm mới hết nhiệm kỳ, thì lúc đó mới cần bầu cử thêm một cái người senator khác. Và ở Hạ viện thì mỗi một cái người dân biểu họ sẽ làm việc trong 2 năm, nhiệm kỳ 2 năm, và cứ mỗi 2 năm thì bạn phải bầu cử lại một cái người dân biểu khác. Thì đó là cái sự khác biệt giữa cái nhiệm kỳ của Senate và House. Thì có một cái mẹo để các bạn nhớ cái nhiệm kỳ này các bạn. Các bạn cứ nhớ theo cái nguyên tắc là 246 các bạn, 246. Thì hạ là thấp nhất thì nhiệm kỳ cũng ít nhất là 2 năm. Còn trung hạ xong rồi tới trung rồi mới tới thượng đúng không các bạn? Nhưng mà ở đây không có trung, không có cái trung viện. Thì các bạn cứ tưởng tượng như là tổng thống là cái trung ha. Tổng thống là cái trung, tổng thống thì bầu cử 4 năm, nhiệm kỳ 4 năm. Thì các bạn sẽ học thêm về cái tổng thống ở cái phần bài giảng sau. Thì ở đây các bạn chỉ cần nhớ một chi tiết thôi là hạ viện thì 2 năm, trung tức là tổng thống thì 4 năm và thượng thì là 6 năm, hạ trung thượng 246 ha các bạn. Thì đó là cái mẹo để các bạn nhớ cái nhiệm kỳ của Thượng viện và Hạ viện. Bây giờ mình sẽ hệ thống lại những cái kiến thức mình vừa học. Thì đầu tiên đó là hệ thống chính phủ Hoa Kỳ có hai điểm các bạn cần phải nhớ. Thứ nhất là tên một cái nhánh hoặc là một cái bộ phận của chính phủ Hoa Kỳ. Thì nghe đến một cái nhánh hoặc là một bộ phận của chính phủ Hoa Kỳ thì các bạn nhớ ngay tới Congress là quốc hội. Cái điều thứ hai các bạn cần phải nhớ là cái cơ chế kiểm tra và cân bằng quyền lực, checks and balances. Thì cái cơ chế kiểm tra và cân bằng quyền lực này nó dùng để làm cho một cái cơ quan nó không có trở nên quá quyền lực, ngăn chặn một cái cơ quan nó trở nên quá quyền lực. Đó, đó là cái cơ chế checks and balances. Cái vai trò của cái cơ chế này là nó ngăn chặn một cái cơ quan trở nên quá quyền lực. Tổng kết về quốc hội thì các bạn cần phải nhớ điểm thứ nhất là Congress, quốc hội dùng để làm gì? Họ làm ra cái luật liên bang. Congress makes federal laws. Cái quốc hội họ tạo ra cái luật liên bang. Cái điểm thứ hai các bạn cần phải nhớ là Congress thì nó bao gồm có hai bộ phận là the Senate and the House. The Senate là thượng viện và the House là hạ viện. Cái điểm thứ ba các bạn cần phải nhớ là cái thành viên của thượng viện là 100, tức là 50 nhân 2 đó các bạn, 100. Còn số lượng thành viên của hạ viện là ông già dê chết dịch. Già chết dịch, già dê chết dịch. Dê chết dịch là dê là 35 và chết là 4 tử, 435, 435 thành viên Hạ viện. Cái tiểu bang có hai senators, các bạn nghe cho biết thôi, cái này không có hỏi, nó không có hỏi cho nên các bạn nghe cho biết thôi, không nhất thiết phải học thuộc. Nhưng mà các bạn cần phải nhớ là số lượng dân biểu ở mỗi một cái tiểu bang nó nhiều hay ít là tùy thuộc vô cái dân ha. Dân đông dân thì có nhiều dân biểu, còn ít dân thì sẽ có ít dân biểu. Đó là cái số lượng cái thành viên của Hạ viện ở mỗi một cái tiểu bang. Cái điều kế tiếp các bạn cần phải nhớ đó là mỗi một cái thượng nghị sĩ thì đại diện cho cả tiểu bang. Hai cái thượng nghị sĩ này sẽ đại diện cho cả tiểu bang luôn ha các bạn. Còn cái dân biểu đại diện cho khu vực gì đó các bạn không cần phải nhớ, nghe cho biết là không cần phải nhớ. Và cái nhiệm kỳ thì các bạn cần phải nhớ nhiệm kỳ của cả hai luôn. Theo cái nguyên tắc là 246 ha, hạ hạ trung tới thượng. Hạ là 2, trung tức là, tổng thống, bầu cử tổng thống 4 năm. Và thượng thì 6 năm ha, 246.
Bây giờ mình sẽ đi vào phần 100 câu hỏi có liên quan đến nội dung của bài học hôm nay. Thì đầu tiên là câu hỏi số 13. Name one branch or part of the government. Name là cái tên, one là một, branch là một cái nhánh. Name one branch là tên một cái nhánh, or part, hoặc là một bộ phận, of the government, của chính phủ. Tên một cái nhánh hoặc là một cái bộ phận của chính phủ. Thì tên của một cái nhánh hoặc là một cái bộ phận của chính phủ là cái gì các bạn? Thì có rất là nhiều nhánh, có 3 nhánh và mỗi một cái nhánh có nhiều bộ phận. Thì các bạn chỉ cần nêu tên một cái nhánh hoặc là tên một cái bộ phận là được. Thì trong đó các bạn nhớ có một bộ phận rất là quan trọng mà chúng ta học tập trung vào hôm nay, đó là cái bộ phận nào các bạn? Chính là quốc hội, tiếng Anh gọi là Congress. Quốc hội, Congress, là một cái bộ phận của chính phủ Hoa Kỳ. Thì cái từ khóa của câu số 13 này là name one branch, tên một cái nhánh. Thì khi mà bạn nghe name one branch là bạn biết bạn cần nêu tên một cái nhánh hoặc là một cái bộ phận của chính phủ Hoa Kỳ. Câu số 14. What stops one branch of government from becoming too powerful? What là cái gì? Stops là dừng, làm cho dừng, ngăn chặn. One branch, một cái nhánh, of government, của chính phủ, from becoming, từ cái việc mà trở nên too powerful, quá quyền lực, quá mạnh. Cái gì ngăn chặn một cái nhánh của chính phủ khỏi cái việc trở nên quá quyền lực? Cái gì giúp ngăn ngừa một cái nhánh của chính phủ nó trở nên quá quyền lực? Cái gì các bạn? Cái nguyên tắc gì mà nó giúp ngăn ngừa một cái nhánh của chính phủ trở nên quá quyền lực? Có phải là kiểm tra và cân bằng không các bạn? Đáp án là checks and balances. Có một cái mẹo để các bạn nhớ cái đáp án của câu số 14 này. Khi mà bạn nghe đến cái chữ powerful, tức là quyền lực, khi mà nói đến quyền lực thì cái gì là quyền lực cao các bạn? Có phải là tiền bạc không? Tiền bạc rất là quyền lực đúng không? Và thứ hai là cha mẹ đúng không? Tiền bạc thì nó liên quan đến cái checks. Checks còn có cái nghĩa khác, đó là cái check ký lãnh lương đó các bạn. Cái sách các bạn làm việc mà cứ mỗi 2 tuần người ta ký check cho bạn đó, thì đó là cái checks. Thì nó có cái đồng âm, đó là checks là cái tiền lương của bạn đó. Cái checks là nó là có phải là quyền lực, liên quan tới quyền lực không các bạn? Và balances, ba tức là cha, người cha của mình cũng là một cái đối tượng có quyền lực. Như vậy thì những cái gì có quyền lực? Checks and balances. Đó là cái mẹo để các bạn nhớ cái đáp án này, dành cho những các bạn mà không có biết tiếng Anh. Còn các bạn mà biết tiếng Anh thì các bạn phải nhớ, đó là kiểm tra và cân bằng quyền lực, checks and balances. Thì cái từ khóa của câu hỏi này đó là too powerful. Thì khi mà các bạn nghe câu hỏi có chữ too powerful là các bạn biết họ hỏi về một cái cơ chế để mà ngăn chặn một cái nhánh của chính phủ nó trở nên quá quyền lực. Câu số 16. Who makes federal laws? Who là ai? Makes làm ra, federal laws là luật liên bang. Ai làm ra luật liên bang? Cơ quan nào làm ra luật liên bang các bạn? Các bạn vừa mới học xong. Cơ quan lập pháp đúng không các bạn? Cơ quan lập pháp, nhánh lập pháp. Mà nhánh lập pháp đó chính là cơ quan nào? Có phải là quốc hội? Vậy thì đáp án là Congress. Congress, quốc hội. Quốc hội làm ra luật liên bang hả các bạn? Từ khóa ở đây là who và federal laws. Mặc dù vậy thì cái câu này nó chỉ có 4 chữ nên các bạn cũng không cần từ khóa đâu các bạn.
Các bạn có thể nghe một cách dễ dàng phải không? Who makes federal laws? Ai làm ra cái luật liên bang? Thì đó chính là quốc hội làm ra luật liên bang. Câu 17. What are the two parts of the US Congress? What là cái gì? Two parts, hai cái bộ phận, of the US Congress, của cái Quốc hội Hoa Kỳ. Hai bộ phận của Quốc hội Hoa Kỳ là cái gì? Tức là họ yêu cầu kể tên hai bộ phận của Quốc hội Hoa Kỳ. Hai bộ phận của Quốc hội Hoa Kỳ là cái gì các bạn? US Congress. Thì các bạn nhớ US Congress nó chia ra làm hai bộ phận. Một cái là cao, một cái là thấp. Các bạn có nhớ hay không? Đó là cái gì? Cái gì cao, cái gì thấp? Cao là thượng, thấp là hạ. Đáp án là The Senate and House of Representatives. The Senate là Thượng viện và the House là Hạ viện. Câu số 18. How many US senators are there? How many? Bao nhiêu? US senators, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Are there là có. There are là có đó các bạn. Khi mà đưa qua câu hỏi thì nó đảo thành are there. How many US senators are there? Là có bao nhiêu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ? Có bao nhiêu thượng nghị sĩ các bạn? Thượng nghị sĩ làm việc ở thượng viện đó các bạn. Thì các bạn có nhớ có bao nhiêu thượng nghị sĩ hay không? Thượng nghị sĩ thì ở mỗi một cái tiểu bang có 2 người. Nước Mỹ có 50 tiểu bang. Như vậy thì có tổng cộng bao nhiêu thượng nghị sĩ? Đáp án sẽ là 100. 100 hả các bạn? Câu 19. We elect a US senator for how many years? We là chúng ta. Elect là bầu cử. A US senator là một cái người thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. For là cho. How many years là bao nhiêu năm? Chúng ta bầu cử một cái người thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho bao nhiêu năm? Thì nó có nghĩa là chúng ta bầu cử một cái người thượng nghị sĩ mấy năm một lần. Tức là bầu cử thượng nghị sĩ đó để họ làm việc trong bao nhiêu năm. Có nghĩa là mấy năm đã bầu cử một lần. Thì các bạn có nhớ bầu cử thượng nghị sĩ mấy năm một lần không các bạn? Nhớ cái nguyên tắc 246 ha. Từ hạ tới trung tới thượng. Thượng là cao nhất. 246. Vậy thì thượng nghị sĩ mấy năm một lần? Đáp án là 6. 6 là 6 ha các bạn. Câu 20. Who is one of your state's US senators now? Who là ai? One là một. Of your state's US senators là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của tiểu bang của bạn. Tức là thượng nghị sĩ của cái tiểu bang mà nơi bạn đang sống đó. Now là bây giờ. Ai là một trong những cái thượng nghị sĩ ở trong cái tiểu bang của bạn hiện nay? Tức là họ kêu kể tên một cái thượng nghị sĩ hiện đang đại diện cho cái tiểu bang của bạn. Thì như các bạn đã biết là mỗi một cái tiểu bang sẽ có hai thượng nghị sĩ đại diện cho cái tiểu bang đó. Thì muốn biết cái tiểu bang của bạn đang được cái người nào đại diện thì các bạn có thể vào cái địa chỉ website này. Đây, cái địa chỉ website này mình sẽ đưa thêm cái link của cái website này vào trong cái phần mô tả video ở bên dưới và ở trong cái phần comment. Thì các bạn có thể bấm vào đó để mà xem. Thì ở đây mình sẽ mở cho các bạn xem thử. Đây, khi mà các bạn vào cái link do mình cung cấp thì các bạn sẽ thấy một cái bản đồ. Ở trong đó nó có tên của các cái tiểu bang. Thì các bạn chỉ việc bấm vào cái tiểu bang nơi mà bạn đang sinh sống. Chẳng hạn, ví dụ bạn ở Cali đi, bạn bấm vào cái CA này các bạn. California nè. Bạn bấm vô thì nó sẽ hiện tên hai cái người thượng nghị sĩ đang đại diện cho cái tiểu bang của bạn. Đó là bà Dianne Feinstein và Kamala Harris. Thì cái chữ D này là cái middle name, các bạn không nhất thiết phải đọc ha. Thì đó là cái cách
để các bạn tìm ra cái thượng nghị sĩ đang đại diện cho tiểu bang của bạn. Thì mỗi một cái tiểu bang có hai thượng nghị sĩ ha, các bạn không có cần phải nhớ hết, chỉ cần chọn ra một trong hai để trả lời thôi. Thì các bạn thấy cái người nào mà dễ nhớ thì các bạn chọn người đó đi học thôi. Thì đó là cách để tìm ra cái đáp án trả lời cho câu hỏi này. Tại vì có 50 tiểu bang và do đó sẽ có 50 đáp án khác nhau dành cho 50 tiểu bang. Vì đó mình không có cách nào để mà biết được bạn đang ở tiểu bang nào để mình tư vấn đáp án phù hợp. Mình chỉ nêu ra cái cách để cho bạn tự tìm cái đáp án dành cho bạn. Ngoài ra thì ở đây mình cũng đưa sẵn đáp án của 50 tiểu bang luôn các bạn. Thì các bạn thuộc cái tiểu bang nào thì bạn có thể học theo cái bảng này cũng được. Thì mình cũng sẽ up cái slideshow này lên trên cái website vietnca.com. Các bạn có thể lên trên đó để tham khảo cái đáp án này. Thì các bạn học theo cũng được, hoặc là các bạn có thể theo cái cách hướng dẫn của mình vào cái địa chỉ website này để tự tìm cái đáp án dành cho tiểu bang của bạn. Câu số 21. The House of Representatives has how many voting members? The House of Representatives là Hạ viện has how many, có bao nhiêu voting members, những cái thành viên bầu cử. Thì câu này có nghĩa là Hạ viện có bao nhiêu thành viên, Hạ viện có bao nhiêu thành viên các bạn. Các bạn có nhớ cái mẹo của câu hỏi này không? Cái mẹo dê và dê chết dịch. Dê là 35 và chết là tử. Tử là tứ, 435. Như vậy thì đáp án sẽ là 435. 435. 435 mà các bạn. Câu số 22. We elect a US representative for how many years? We là chúng ta, elect là bầu cử, a US representative là một cái người dân biểu Hoa Kỳ, for trong vòng how many years, bao nhiêu năm. Chúng ta bầu cử một cái người dân biểu Hoa Kỳ cho bao nhiêu năm, tức là chúng ta bầu cử dân biểu mấy năm một lần. Dân biểu thì ở Hạ viện đó các bạn. Bầu cử Hạ viện mấy năm một lần các bạn có nhớ nguyên tắc 246 không các bạn? Hạ trung thượng bao nhiêu năm các bạn? Đáp án là 2. 2 năm. Thượng viện thì là 6 năm các bạn. Hạ viện là 2 năm. Hạ viện 2 năm, trung là tổng thống là 4 năm và thượng viện là 6 năm. 246 ha. Câu 23. Name your US representative. Name là kể tên. Your là của bạn. US representative là cái người dân biểu Hoa Kỳ của bạn. Hãy kể tên cái người dân biểu Hoa Kỳ của bạn, tức là cái người dân biểu Hoa Kỳ đang đại diện cho bạn đó, đại diện cho khu vực của bạn. Thì cái đáp án của câu này là tùy thuộc vào cái nơi bạn đang sinh sống ha. Thì ở Hoa Kỳ có 435 dân biểu, mỗi một cái dân biểu đại diện cho một cái khu vực khác nhau. Do đó muốn biết cái người dân biểu đại diện cho bạn thì mình phải biết cái địa chỉ chính xác của bạn thì mới tìm được cái dân biểu đại diện cho bạn. Thì bạn có thể vào cái website này để tìm cái đáp án dành riêng cho bạn, tức là tìm tên cái dân biểu đang đại diện cho cái khu vực mà bạn đang sinh sống. Thì mình sẽ mở thử cho bạn xem khi các bạn vào cái địa chỉ website do mình cung cấp. Thì các bạn sẽ thấy cái này, cái chỗ khung này nó kêu là nhập cái zip code của bạn vô. Thì các bạn nhập vô, nhưng mà đôi khi các bạn nhập cái zip code bao gồm có năm số đó các bạn, thì nó vẫn không có thể tìm ra được tại vì nó có cái sự trùng lắp nè. Mình mở thử cho các bạn coi ha, ví dụ như 94601 đi. Thì các bạn bấm cái zip code này, các bạn sẽ tìm ra được ngay cái người dân biểu đại diện cho cái khu vực 94601 này. Đó là Barbara Lee. Đây cái khu vực của bà quản lý này các bạn. Khu vực đó gọi là khu vực 13 ha.
13 Congressional District of California, là cái khu vực 13 của California, là nó bao gồm Oakland nè, một phần San Leandro nè, và một phần của Berkeley nè. Thì đó là cái khu vực 13. Tuy nhiên, ví dụ như bạn bấm vô một cái zip code nào đó, chẳng hạn như 94, chẳng hạn như là 94, chẳng hạn 94619 đi. Đây, thì nó sẽ cho ra ba kết quả. Tại sao như vậy các bạn? Tại vì cái zip code này nó bị trùng lắp, tức là một phần nó thuộc về cái district 11, một phần nó thuộc về district 13, một phần khác thuộc về district 15. Do đó khi mà bạn nhập cái zip code, nó không thể nào đưa ra kết quả chính xác được, mà nó đòi bạn phải nhập chính xác cái địa chỉ của bạn luôn. Thì tại sao lại có cái sự phiền phức như thế này? Thì mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây, đây là cái bản đồ phân chia khu vực của California. Thì như các bạn thấy là mỗi cái khu vực nó có diện tích không có đồng đều hết các bạn. Như cái khu vực số 1 này, cái diện tích là rất là lớn, trong khi cái khu vực số 12, 13, 14 chỗ này thì nó rất là nhỏ. Mình sẽ phóng to lên cho các bạn thấy. Đây, các bạn thấy cái khu vực số 13 nó chỉ có cái khu nhỏ xíu này thôi các bạn, màu hồng nè các bạn. Khu 12 nó càng nhỏ hơn nữa các bạn, có một cục tí ở chỗ này nè. Trong khi đó khu số 1 thì nó bao gồm cái khu vực rất là rộng lớn ở đây, và khu số 8 nó cũng rất là rộng lớn ở đây. Tại sao lại có cái sự chênh lệch vậy các bạn? Thì tại vì cái phân chia khu vực này nó dựa theo cái số lượng dân cư, tức là họ phân chia làm sao cho mỗi cái khu vực nó có cái số lượng dân cư nó tương đối, nó gần bằng nhau, chứ không có phải là phân chia theo diện tích. Do đó cái chỗ nào mà người ta sống đông đúc thì khu vực nó càng nhỏ, và cái khu nào càng hẻo lánh, càng ít người sinh sống thì nó càng lớn. Và cái sự mà phân chia ranh giới này thường thường nó cũng mang yếu tố chính trị các bạn, tức là khi mà một cái đảng phái mà nó lên nó nắm đa số ở trong cái hệ thống chính quyền của tiểu bang đó, thì họ sẽ phân chia khu vực sao cho có lợi cho cái đảng phái của họ trong quá trình bầu cử. Mình đưa cái thí dụ mà, thí dụ như cái cục ở chỗ này, ví dụ thôi ha các bạn, ví dụ cái cục ở chỗ này là đa số những cái người sinh sống ở khu vực này là theo cái đảng Cộng Hòa đi, thì nếu như phe Dân Chủ họ lên nắm quyền, chính quyền của tiểu bang, thì họ sẽ vẽ cái bản đồ phân chia khu vực sao cho họ trẻ, họ tách cái khối lượng mà tập trung ủng hộ cái phe Cộng Hòa ở đây, họ tách ra làm hai khu vực khác nhau. Vậy thì khi mà bầu cử thì thay vì ở đây nguyên một cục, nếu mà nó nằm ở chung một khu vực thì cái khu vực này khi mà bầu cử chắc chắn là cái đảng Cộng Hòa nó sẽ thắng ở khu vực này, và nó sẽ chiếm được một phiếu đại cử tri. Còn nếu mà họ vẽ cái đường như vậy, họ chia nhỏ cái lực lượng nó ra, mỗi một nửa lực lượng thuộc bên khu bên đây, một nửa thuộc bên đây, thì khi bầu cử thì họ sẽ bị thua. Họ bị thua thì họ bị mất hai phiếu đại cử tri ở cả hai khu vực luôn các bạn. Thì đó là một cái mẹo mà cái nhà chính trị họ có thể tận dụng để mà họ có phân chia khu vực. Do đó cái khu vực, nhiều khi cái bản đồ chia khu vực nó rất là phức tạp, và nó không có tuân thủ theo cái zip code gì hết. Do đó mà các bạn dựa vào zip code để mà các bạn tìm cái dân biểu, đôi khi nó không có chính xác đâu các bạn. Cần phải gõ cái địa chỉ chính xác. Thì chẳng hạn như hồi nãy mình gõ 94619 thì nó nói nè, zip code 94619 nó overlaps, tức là nó bị chồng chéo giữa nhiều cái khu vực bầu cử khác nhau. Do đó là họ cần cái thông tin cụ thể hơn. Thì khi này bạn cần cung cấp cái số nhà, cái tên đường, tên thành phố và tên tiểu bang, thì họ mới tìm được cái dân biểu đại diện cho khu vực của bạn. Chẳng hạn như là mình nhập cái địa chỉ 2531 Abbey Street, Oakland, Cali đi. Địa chỉ mẹ bà nhập đại các bạn, không biết có đúng hay không. Không tìm thấy. Thí dụ như mình nhập 2631 đi các bạn. 2631 Abbey Street, California. Thì khi này họ có thể tìm được chính xác cái người dân biểu đại diện cho bạn đó là ai. Thêm một cách khác nữa, bạn có thể tìm theo cái zip code mà là 5 số thêm 4 số ở phía sau nữa đó các bạn. Thì chẳng hạn như là 94619 gạch 1055, 94619 1055
là cái zip code chính xác hơn ha, chính xác hơn là cái chỉ có zip code hệ thống, zip code 5 số thôi ha. Thì bạn bấm lookup thì nó cũng tìm ra được cái dân biểu đại diện cho cái khu vực đó. Thì đó là cái cách bạn tìm ra đáp án cho cái câu hỏi này. Nếu như bạn nào mà cảm thấy khó khăn trong cái việc mà tìm ra đáp án hay cho cái khu vực của mình thì các bạn có thể để lại comment, nhưng mà các bạn cần phải để lại địa chỉ của bạn để mình có thể tìm giúp cho các bạn. Nhưng mà cái này thì như vậy thì nó có thể lộ cái thông tin cá nhân của các bạn, cho nên mình khuyến khích các bạn tự tìm cái tên dân biểu đại diện cho khu vực của bạn. Cũng dễ thôi, các bạn vào cái website này gõ cái zip code, còn nếu như mà không ra nữa thì bạn gõ thêm cái địa chỉ nhà của các bạn nữa, bấm là nó sẽ ra thôi. Câu số 24. Who does a US senator represent? Who là ai? A US senator, một cái người thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Represent là đại diện cho. Một cái thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho ai? Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho ai các bạn? Có phải là đại diện cho tất cả người dân ở trong tiểu bang, có đúng không các bạn? Hai cái người thượng nghị sĩ sẽ đại diện cho tất cả người dân ở trong cái tiểu bang mà họ được bầu cử lên luôn. Vậy thì đáp án sẽ là All people of the state. all people, tất cả người dân, of the state, của tiểu bang, tất cả người dân của tiểu bang, tức là tất cả người dân ở trong tiểu bang các bạn. Một cái người thượng nghị sĩ sẽ đại diện cho tất cả người dân trong tiểu bang luôn. Câu 25. Why do some states have more representatives than other states? Why là tại sao some states, một vài tiểu bang have, có more representatives, nhiều cái dân biểu than, hơn là other states, những cái tiểu bang khác. Tại sao một vài tiểu bang có nhiều dân biểu hơn là những cái tiểu bang khác? Tại sao một vài tiểu bang có nhiều dân biểu hơn những cái tiểu bang khác các bạn? Các bạn có nhớ cái số lượng dân biểu của tiểu bang nó tùy thuộc vào cái yếu tố nào hay không? Có phải là tùy thuộc vào cái số lượng dân ở trong tiểu bang? Vậy tại sao một cái tiểu bang có nhiều dân biểu hơn các tiểu bang khác? Câu trả lời là Because they have more people. because, bởi vì they, họ have, có more people, nhiều người hơn. Bởi vì họ có đông người hơn, có nhiều người hơn, tức là đông dân hơn. Bởi vì những cái tiểu bang có nhiều dân biểu đó các bạn, họ có đông dân hơn thì họ có nhiều dân biểu hơn. Thì cái từ khóa của câu hỏi này là have more representatives, là có nhiều dân biểu hơn. Thì khi mà các bạn thấy họ hỏi câu hỏi có cái cụm từ have more representatives là bạn biết họ hỏi tại sao mà một số tiểu bang có nhiều dân biểu hơn là những cái tiểu bang khác. Thì đó là toàn bộ nội dung của cái bài số 4. Thì cái bài học này sẽ được cập nhật trên website vietinca.com. Các bạn có thể vào website và bấm vào tiếng Việt để chọn giao diện tiếng Việt. Nếu như mà thấy video này có ích thì các bạn vui lòng bấm vô like và share lên Facebook hay là những cái mạng xã hội khác. Nếu như bạn nào chưa có bấm subscribe, tức là đăng ký đó các bạn, thì các bạn vui lòng bấm vô subscribe và click vào cái chuông kế bên để nhận được thông báo khi mà có video mới. Ngoài ra mình còn hai kênh YouTube khác, đó là kênh US Citizenship và kênh Người Việt Cali Vlog. Thì khi mà bạn xem bất kỳ video nào ở trên cái kênh YouTube này, bạn có thể bấm vào cái biểu tượng Người Việt Cali thì nó sẽ hiện ra cái homepage của Người Việt Cali, và bạn có thể bấm vô cái nút subscribe để đăng ký cho hai kênh YouTube này. Mình sẽ rất là biết ơn nếu như mà các bạn có thể dành ra một chút thời gian để bấm vào đăng ký cho hai kênh YouTube này để giúp cho cái kênh YouTube của mình phát triển nhanh hơn. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Tạm biệt các bạn.